đậu xà lách son mình ươm từ hạt. Thì khi mình ươm thì cây nó lớn một chút và mình trồng ra ngoài thì 2 tuần nay thì bây giờ nó lên cao như thế này và mình cắt ăn thì cây nó sẽ khỏe hơn nữa đó các bạn. Con chậu này là mình trồng từ cái cây mình mua ngoài chợ về. Trồng thì khoảng chừng tháng rưỡi rồi đó. Bây giờ nó lớn quá trời luôn. Đây có một ít rau rau răm. Chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mời tất cả mọi người cùng xem cái vườn rau nhỏ của mình nhé. Thì rau của mình chủ yếu trồng trong chậu thôi. Ở đây là các cái chậu cải xanh của mình. Các bạn thấy nó tốt ghê không nè. Cái này thì mình tách ra mình trồng chỉ được một thời gian ngắn thôi. Mà cải nó đã già rồi đó. Cái này thì mình phải hái vô để mình ăn thôi chứ không là để nó lên bông mất. Thì cải này nhà mình nó tự mọc đó các bạn. Xong rồi mình tách nó ra đó. Tự mọc trong mấy cái chậu, mấy cái đất rồi chứ xong mình tách nó ra rồi mình bỏ vào trong các cái chậu này. Mình kê lên thì mình rất thích là trồng cây trong chậu. Bởi vì trong trong chậu nó rất là sạch. Không có bị mấy cái con sên bò lên á. Có nhưng mà rất là ít mình canh mình bắt được. Thì rau nó sạch. Mình ăn nó ngon miệng hơn, mình ăn đặc biệt là mình ăn sống. Thì cái cải xanh này cuốn bánh xèo rất là ngon. Mình sẽ hái vô để làm bánh xèo. Thì bây giờ chỗ mình á, nhiệt độ ban ngày là khoảng 60 mấy 70 độ F á. Rồi ban đêm thì 40 mấy độ. Tính ra độ C là ban ngày là 15 20 độ C, còn ban đêm thì 4 5 độ F, 4 5 độ C. Cho nên là nó rất là lạnh. Thì chủ yếu là rau cải là nhiều. Còn bầu bí thì mình vẫn chưa có trồng ra ngoài nữa. Ở đây bụi hành rất là tốt. Dưới này cũng toàn một dãy chậu thôi. Thì mình trồng cải, củ cải, rồi cải ăn bông. Mấy nay thời tiết đẹp thì mình đem mình trồng cà chua ra đó các bạn. Trồng trong chậu nè. Củ dền vàng ở đây bữa nay cũng đã lớn rồi. Thì trong này nó hơi bị khuất một chút cho nên là nó không có phát triển lắm. Keo mình cũng trồng trong chậu luôn. Cải xoắn lá khá là to, là cần tây rồi cần tàu. Mấy cái này mình mua về mình ăn đó, xong rồi mình lấy cái gốc mình cắm xuống đó các bạn, mà nó lên như thế này nè. Rồi năm ngoái nó ra bông rồi nó rụng đầy vườn hết, cho nên là năm nay là nhiều lắm. Ở đây có bụi hành khá là to. Cái cọng của nó là to hơn ngón tay luôn đó các bạn. Húng lủi mọc khắp mọi nơi. Mình thấy cái lá húng lủi nó to ghê chưa. Thì cái húng lủi này các bạn đừng có trồng nó đất nha. Bây giờ nhà mình bây giờ nó lan ra chỗ nào cũng có hết á. Tỏi này rất là cao.
chua mình ra chậu khoảng chừng 2 tuần trước. Bây giờ nó phát triển nè. Cải xanh với lại hành mọc tùm lum hết. Đây nó tự mọc đây. Đó, hành lá rồi cải mọc xen kẽ tùm lum hết. Này là cà rốt. Ở đây mình có dâu tây nè, ra bông rồi ra trái, cưng quá trời. Thì là quá trời tốt luôn. Ở đây có xà lách. Thì nha, những cái cây xà lách này mình cũng hái vô luôn nha. Tốt quá trời tốt luôn các bạn ha. Mình trồng mình cũng không có bỏ phân gì hết trơn á. Dâu tây bông quá trời. Đây là Việt Quốc. Năm nào mình cũng có Việt Quốc để hái hết á. Các bạn thấy trái gì đó không? Đó là trái cherry đó. Năm nay mình được mùa cherry. Thì cái cây cherry này mình trồng cũng 3-4 năm rồi. Và năm ngoái này đã có được ít trái mà chim sóc nó ăn hết trơn à. Hy vọng năm nay sẽ còn cho mình. Ở đây là cải thìa tím. Bây giờ mình sẽ nhổ mấy cái cây xà lách này lên nhé. Mình nhổ lên luôn. Cứng quá. Cây to đùng luôn. Nhổ xong mấy cái cây ngoài này, bây giờ nó trống ra như mấy cái cây trong cho nó có ánh sáng và nó phát triển. Đây là cái rau xà lách mình mới hái xong, to quá trời luôn. Chỉ một cây là đủ một buổi ăn rồi. Giờ mình sẽ hái thêm mớ cải xanh nữa ha. Thì cải xanh bây giờ mình sẽ nhổ nguyên cái cây nó lên luôn.
to quá trời to. Rồi mình đã hái xong một mâm cải xanh, vô làm bánh xèo ăn. Vẫn còn rất là nhiều luôn mà mình hái một phần thôi. Cải tươi ngon dễ sợ luôn các bạn ha. Với lại ở đây là xà lách. Bữa nay mình thu hoạch được cả mớ luôn. Bây giờ mình đổ bánh xèo nha các bạn. Giờ mình không có đi chợ cho nên không có mua được giá nên mình sử dụng bằng tay. Bánh xèo nó văng dầu. Bánh xèo mình đã đúc xong, rất là ngon các bạn ơi, bánh xèo rất là giòn. Và đây là có một chén nước mắm, và đặc biệt là rau mình hái từ vườn vào, một thố rau thiệt là to luôn, kỳ ngon. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức bánh xèo với mình nhé.